Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chơi bên SFQQ. Clip này mình sẽ làm về một khẩu súng tuy lạ mà quen, tuy quen mà lại lạ. 6 lòng VIP Lobber Gold. Anh em hãy chú ý vào cái hoa văn của nó, có hình con Tôn Ngộ Không kia kìa. Mình đã vắt kiệt cái IQ vô cực của mình, đặt cho nó một cái tên, đó là 6 lòng búp bê. Nghe nó có thân thương và đầy chiều mến không cơ chứ. Bên này nhiều y tá lắm, nên là cái việc anh em quay tay một chỗ nó bất khả thi. Cứ phải chạy nhảy tung tăng thôi, như chị Hàm Hương bắt con hồ điệp vậy. Thôi té rồi, thằng Tơ nó tiến lại gần rồi. Người đàn ông tham lam chính là Tơ. Một bàn tay 5 ngón, anh cua 4 nằm cô. Ủa nó chém kìa. Úi dồi ôi, y tá 2.0. Bà già lỗ em xuất trận. Dã man quá. Bắn bên này thì ping mình có cảm giác là nó hơi chậm hơn một chút. Các bạn xoay, nếu mà đạn trúng người zoom ấy mà không nghiên cứu thì các bạn cứ coi như đấy là việc bình thường đi, không có gì gọi là quá đáng đâu. 4 kill để em xịt này. Định mệnh y tá nó ra hết đây. Mình nhồi đạn là một, nó như nhồi lòng lợn cho các bạn xem. Bọn này là bọn điếc không sợ rắm thế này. Tụi mày nghĩ tao sợ á? Cân tất. Úi giời ơi, chạy được rồi. Giác kinh bun VIP luôn luôn sẵn sàng yểm trợ. Mày quá là Tơ không đến đây. Ôi thôi sơ, anh ơi, anh Tơ ơi, anh đừng làm tắt hứng em thế chứ. Mày vừa phải thôi. Định mệnh con zoom lon này, mày nghĩ mày là thằng chim to kia. Mày vào đây, chết tươi chưa? Ôi, em xin phép được ăn xôi xéo. Các bạn ơi, tránh xa mình ra đi. 3-4 bước trận. What the fuck, tôi chết tôi rồi. Ôi trời ơi, cái lá chắn bảo vệ của tôi. Mày ăn bom này. Mấy con sói này lùi lại không? Được rồi. Nhanh. Cứ đứng xếp hàng từng thằng một, đứa nào cũng có phần. Đứa nào, tiên sư đứa nào cũng ai đuổi tao nhá. Tao quánh như bỏ mẹ chúng mày luôn. Ra đây nhanh. Đứa nào. Thôi, không móc, không chế móc, anh em ơi chơi đẹp đẹp tí xem nào. Đây, lại được cái con bò này nữa. Chết Tơ rồi. Ui giời ơi. Thằng mặt lờ Tơ nó chém mình 6.000 máu các bạn ơi. Cái khẩu súng bắn bò này thì mình cũng đã từng làm cho anh em rồi. Nhưng mà bây giờ có hiệu ứng mới nên là phải vào chiến lại luôn. Bên này có tầm 5-6 con búp bê cho các bạn chọn cơ, đẹp lắm. Nó không phải là mỗi cái khẩu súng nâu râu nữa. Nào là phốc này, rồi mấy cái thằng mà áo tù này. Tuyệt vời vô cùng. Hôm nào mình sẽ test hết cho các bạn luôn. Chạy nhanh, bọn mình kiểm trợ là có hạn các bạn nhá. Bây giờ theo tiêu chí thương người như thể thương thân, nên là đứa nào bị zoom đuổi thì mình bắn hết. Ôi ui giời, nó tàng hình như thế kia thì bố em cũng không nhìn thấy được. Mặc dù 4-5 năm nay xem những cái bộ phim hai người, nhưng mà mắt mình vẫn rất chắc và khỏe. Thế đấy là vào trong phòng này, y tá nó tàng hình cứ như chỗ không người ấy. Rồi cứ chạy đi, mình lên mình thông đít nó cho. Thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Ôi thằng kia mày chạy khôn thế. Mày phải chọn chỗ mà chạy chứ mày che như thế tao hiểm trợ làm sao được. Đấy, như thế này cái mày ngon không? Thì diện đứng im chịu trận. Khẩu súng này hơi ít đạn này. 1.000 viên đối với mình chưa bao giờ là đủ. Nó chỉ có 2 khẩu giờ VK VIP kích đạn thôi. Ôi thôi bạn ơi. Kiểu hồi nó dã kìa. Bạn y tá kìa. Với cái body 3 vòng như một nó chuẩn mực như hoa hậu hoàn vũ vậy. Bắn xót đạn thế. Ôi, what the fuck, ôi, cái gì đây? Mẹ tiên sư 4 hero nhá. Có phải đâu ấy mày cố tình để cho tao chết không? Tại sao mày lại nhìn tao bị con y tá nó chém một cái cách đầy kịch cỡm như vậy? Mày hồi máu à mày? Thôi xong rồi anh Tơ ơi. Anh có thể đi cái đường chính ngạch hộ em cái được không? Bây giờ anh cứ tiểu ngạch anh bắn nó mông em như này. Tinh thần đâu mà chiến đấu. Có thằng hero này nó đứng đây nó chặn đường trước rồi. Bạn cứ lên đánh đi mày bạn ơi. Bạn cứ chém đi, đằng sau để mình lo. Bạn chỉ việc mở combat thôi. Còn cái việc dồn sát thương nó là của mình. Trời ơi, chết Tơ rồi, hay quá. Ui giời ơi. Chia ngọt sẻ bùi, có thơm có thối gì cùng người. Hero ơi. Bạn tên gì, nhà ở đâu? Để mình biết mình gửi huy chương vì nước hy sinh, vì dân phục vụ đến này. Nhấp nháy à mày. Ý ngon, ôi giời ơi, còn có 4 con rôm nữa thôi. Này thì mày nhìn này, giã từ trên giã xuống. Cái lượng máu nó mất đi ấy. Thực sự là kinh khủng anh em ạ. Ôi tôi nó chạy bố được rồi. Ôi chơi luôn. Còn có mấy giây nữa thôi. Á đồ, lại có một bạn. Em sinh em đứng một mình vẫn sinh ở đây à. Chém luôn, hết thời gian vẫn ăn được kill anh em ơi. Ngon, trò này tiên có thằng hero lên để yểm trợ mình lại tốt. Chứ không y tá lên nó móc một đốt nhạc các bạn ạ. Bây giờ những cái bàn thờ thùng hàng này, nó không phải địa điểm lý tưởng để quay tay nữa. Mà đấy là cái động bàn Tơ của bọn y tá. Các bạn phải lưu ý. Ý trời ơi. Ui giời ơi, không nhảy được vào đây rồi. Không sao. Nhảy lên trên đi, trúng một lần kích dài nhằm cứt.
Lúc nãy mình chơi đứa cả 3Z đứng trên đây đấy. Ôi tao sao rồi. Đang quay sung sướng. Bây giờ tiên làm mình tơ min chin to, nó cứ làm thao ấy. Mày cầm sẻng này. Tôi bên này mình thấy nó bắn rất là ảo anh em ạ. Thôi lên đây ăn vào này trước. Ô y tá đã tiến hơn mình một bước rồi. Nhanh thế. Nó cầm lục nó bắn như kia. Ơ chọn đứa nào vừa miếng ăn trước thôi. Bây giờ để bọn trên này nó dồn sát thương là vỡ mồm cả lũ đây này. Một thằng. Mày chạy hộ tao cái. À được đấy, nhanh đấy. Hello my friend. Chạy hộ. Ôi tim pi mắt quỷ định mệnh nó nữa. Nó dã vào đâu thì. Thôi không có gì mà nói nữa. Cái chết nó là một điều đương nhiên thôi. Quả choáng à. Mày đáp choáng này. Cái mạng của bạn mất đi trước khi quả choáng nó kìm lỏ. Sức mạnh của tiền cầm tơ nó khác bọt lắm. Ôi rồi, ngã bố rồi. Nó vừa biến đi một cái mình bị giật máy luôn kìa. Chơi bên này ảo lắm. Bác Thang nên hỏi ông rời. Đưa kiền cầm tớ thì còn sòng được không. Cầm tớ là cầm tơ đấy. Hát cho nó vần. Thôi bạn ơi cho mình phát nữa double kill nào. Chạy làm cái gì hero ơi. Bây giờ cái sinh mạng của bạn nó như ngàn cân treo sợi bún rồi. Thôi thôi. Ô thì tài đã yếu đuối lại còn đua đòi đi trước chứ. Đấy mình một phát là xong ngay. Việc nhẹ lương cao thế. Tiếp tục clip thôi. Ra V3 làm tí anh em nhá. Chơi khẩu 6 đồng ấy là phải có chế độ này. Một khẩu súng hủy diệt V4 là bá đạo ở chế độ V3. Ui giời ơi cái gì đấy bạn ơi. Định mệnh bắn là nó đẩy lùi rồi. Tại sao bạn lại đứng im để solo với nó vậy. Ôi chết hết rồi kìa. Cố lên. Anh em ơi cho mình vào lòng với anh em ơi. Các bạn trong lòng ơi. Các bạn đã nghe tiếng gọi của con tim mình không ạ. Anh em có thể mở rộng cái lỗi ra được không. Chết bố chúng mày rồi. Thôi xong rồi. Vào tất cả đây nhanh lên. 1000 viên đạn. Có 4 có số thôi nó đang chờ đợi anh em đây này. Uy diệt kìa. Định mệnh nó sướng các bạn ạ. Bao nhiêu cái kỷ niệm nó lại ùa về rồi. Trải qua hàng ngàn năm phong kiến. À quên, trải qua mấy năm rồi. Nhưng mà V3, 6 lòng chuồng chó. Nó luôn luôn là một cái gì đấy. Nó khắc sâu vào tim mình rồi. Y tá, giết tôi đi, giết tôi đi. Đừng để nó tàng hình nó chạy các bạn ơi. Tiên sư bố là bao giá đồng đội thế. Nó chạy vào trong đây nó còn tiêu quả khói kìa. Chúng mày cũng khôn hết phần của chó rồi. Tao nói thật đấy. Mình cực ghét những cái kiểu này luôn. Bây giờ tựa vào đây chết chùm thì lại chửi ai. Quá đáng lắm luôn ý. Người ta có một tí thôi mà nó cũng che mất hết tầm nhìn. May mà nhiều đạn ấy cũng phải bắn bừa vào trong cửa lồng thôi. Bây giờ y tá này nó tàng hình thì khó nhìn lắm. Rồi vẫn bắn tốt. Anh em vẫn xả ra thương cực kỳ đều. Ui cái SQ kìa. Có đứa nào vào đây nữa không. Nó lại được quả khói vàng rồi thằng nào nữa đấy. Nó lại ngửi thấy giống mùi cứt thế này. Kiến sư chúng mày. Rồi y tá chết luôn rồi. Hỏa lực tăng lên đến cấp 4 rồi. Hello. Các thảo ra nhớ đấy, thảo ra nhớ cho nó vào đấy. Bây giờ bọn này không dám vào nữa rồi. Đang đứng ở trên cái thùng hàng cái đông lắm mình thề. Đây là cái bài của Zoom rồi. Bây giờ mấy đứa nào thực sự là máu lạnh cơ. Một đứa nào mà ăn mật gấu cơ. Ok 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 ok. Mày nhá. Con đi tá này là hồi phun máu ở đây giết đi. Ô thì mình hết sọt à. Ô tôi xin lỗi các bạn nha. Mình này vừa làm cái điều gì sai trái rồi. Này hết Zoom rồi. Bọn này chắc ăn ở như bìu nên là chả đứa nào hồi sinh vào trong lòng cả. Đây đông lắm à. Ui giời ơi thôi anh ơi. Anh kia chớp định mệnh thằng kia còn chặn đường nữa. Ấy cho chúng mày tất. Nó đông rô ở ngoài thế nhỉ. Ôi con đứa đuổi theo rồi. Thôi y tá ơi. Định mệnh bọn trong lòng chết sạch rồi kìa. What the fuck. Ô tao chạy ra một cái thế mà tại sao các bạn lại đua đòi chạy theo à. Ôi còn có mấy giây nữa thôi. Bây giờ thì lại em xin. Eo ơi một người chiến binh bất tử. Bây giờ oai lắm đây này. 66 hay kìa, nó khen mình hay kìa. Mình hay bình thường. Các bạn đừng khen sùm lên nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Anh em xem clip này có cảm thấy kích thích không? Quá tuyệt vời luôn. Ở bên này họ vẫn chơi chế độ V3. Cũng khá là nhiều phòng đấy chứ không phải ít đâu. Chứ bên Việt Nam mình ấy thì gần như là lãng quên hẳn rồi. Hôm nào mà mình sẽ kiếm những cái phòng này, mình làm nguyên một trận cho các bạn xem. Bắn thích tay vãi cả trưởng ra. Công nhận đấy. Lâu lâu chơi lại cảm giác nó cứ như lần đầu ấy. Cái khẩu 6 lòng ấy thì mình đánh giá là nó không có nhiều thay đổi. Nhưng mà cái đặc biệt mình muốn nhắc tới ấy, đó là những hiệu ứng như con búp bê ấy. Bây giờ những khẩu súng VIP khi các bạn có Noble Gold này, có Prize Beat này, các kiểu rồi. Thì những cái hiệu ứng này làm cho chúng ta có cảm giác là khẩu súng nó mới hơn. Bắn nó đã tay nó rất là nhiều.
Cái này thì mình đánh giá 10 điểm thôi, nhưng mà không biết là mất bao nhiêu ngân lượng cũng như là bao nhiêu anh em phải bán thận để mua những cái skill ấy đây. Cái này thì về Việt Nam thì chúng ta biết cái giá của nó được, nhưng mà mình nghĩ là cũng khá lâu đấy. Thì clip này mình dừng đây thôi, bây giờ làm xong là mình đi tắm luôn cái đã. Chúc các bạn xem clip vui vẻ và đừng quên để lại một like, một comment ở phía dưới nhá. Bye bye.